Vâng, và cũng một vấn đề khác liên quan trong những ngày cận Tết như thế này nữa, thưa quý vị, có thể nói là dịp Tết là dịp mà tình hình trật tự an ninh xã hội cần phải quan tâm hơn bao giờ hết, nhất là cái tình trạng trộm cắp thì nó lại gia tăng không ngừng, bởi vì vào cái thời điểm này thì người người nhà nhà đều chăm lo đón Tết hết thưa quý vị, và đôi khi chúng ta sơ hở thì khiến cho kẻ gian có thể là ra tay đột nhập vào để mà có thể là lấy tài sản của chúng ta. Và trong dịp Tết thì các gia đình của chúng ta thường đi du lịch hoặc là đi về quê, và lúc này là thời cơ để bọn trộm ra tay. Bên cạnh đó thì các cơ quan công sở dịp nghỉ Tết cũng là lựa chọn hàng đầu của bọn đạo chích, và thủ đoạn của chúng ra sao, làm sao để phòng tránh? Xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự sau đây. Những dịp lễ Tết, lợi dụng không khí nhộn nhịp, ai cũng tất bật thu xếp công việc cuối năm, cửa nẻo lỏng lẻo, bọn trộm lên kế hoạch đột nhập, khua khoáng tài sản. Bằng những thủ đoạn tinh vi như bẻ khóa, cậy cửa, cộng thêm sự liều lĩnh, táo bạo, chúng dễ dàng thực hiện kế hoạch đã lập ra. Quan sát hình ảnh nhiều vụ trộm đột nhập nhà dân được camera an ninh ghi lại, phóng viên rút ra được, đối tượng chủ yếu bọn trộm nhắm đến thường là những gia đình có điều kiện hoặc kinh doanh buôn bán một mặt hàng dễ lấy cắp và bán ra như vàng, điện thoại, laptop. Một vật được nhắm đến hàng đầu chính là xe máy, vì phương tiện này thường được đặt ngoài sân, khi chủ phát hiện hô hoán thì cũng đã muộn. Động thái các tên trộm rất cẩn trọng, ngang nhiên. Thậm chí, ngay cả khi có gia chủ, bọn chúng vẫn không ngán. Lúc đi thì mình đã khóa rất cẩn thận, đâm lòng tinh nghi thì mình đã chạy vào nhà coi như thế nào. Thì vừa bước vô cửa nhà thì mình đã thấy ngay tại phòng khách ở đây là đồ đạc lục tung té ra hết. Thì lúc đó là mình đã hoảng hốt và biết trong nhà chắc chắn thế nào cũng có trộm. Tủ đồ của nhà mình lục tung té ra hết. Trong đó thì mình có để một cái con heo mình bỏ ống Tết, mình lấy ra mình ăn Tết cho rộng rãi hơn. Trước giờ mình cẩn thận thì mình chưa có gặp cái trường hợp đó lần nào. Luôn rình cái sự sơ hở của chúng ta, và nhất là những cái gia đình nào đấy neo đơn một chút, khó khăn một chút, nó biết rằng đi đâu đấy, nó tính được cái thời gian đi. Ví dụ bắt đầu đi chợ thì nó bắt đầu vào ăn trộm, thì mình quay về thì rõ ràng nó lấy xong của cả. Dịp Tết, sinh viên thường về quê hoặc tăng cường đi làm thêm, lại thêm an ninh các khu nhà trọ lỏng lẻo, nhiều người ra vào, khó kiểm soát. Các tên trộm lợi dụng điểm này để đột nhập, trộm cắp tài sản, thường nhất là laptop. Rất nhiều sự vụ như thế đã xảy ra, khiến các bạn sinh viên không khỏi điều đứng. Tết năm rồi mình có về quê chơi, mình khi mà mình trở lại Sài Gòn thì vào phòng thì thấy mất tiêu cái laptop rồi. Mình rất là hoảng loạn, lo lắng khi mà cửa nẻo bình thường mà tự nhiên mất cái laptop. Nên là mình thấy cày từ năm rồi đến nay để mua lại cái laptop rất là cực khổ. Khởi tố và truy tố với cái tội danh là tội trộm cắp tài sản, thì theo đó cái khung hình phạt tù có thể lên đến 20 năm tù. Trường hợp cái người thực hiện hành vi phạm tội mà tấn công cái người bị hại là chủ cái tài sản, thì lúc này có không có thể xử lý theo cái tội danh về trộm cắp, mà cái người này có thể bị khởi tố và truy tố với cái tội là cướp tài sản theo cái quy định tại điều 168 Bộ luật hình sự năm 2015. Cẩm nang phòng chống đạo chích, không để tài sản lớn, giấy tờ quan trọng ở nhà khi đi xa. Khi ra ngoài phải khóa phòng, khóa các cửa sổ, cửa ra vào cẩn thận. Sử dụng loại khóa đảm bảo, với xe máy thì nên có thêm khóa phụ, xích. Khi ở nhà, không chủ quan để các tài sản cá nhân như điện thoại, laptop lung tung ngoài phòng khách hoặc sân giường. Đối với các cơ quan, cần tăng cường bảo vệ và lắp đặt các thiết bị chống trộm, camera an ninh. Phía lãnh đạo cần căn dặn nhân viên có ý thức bảo vệ tài sản cá nhân và tài sản công ty. Vâng ạ, những cái cảm nam mà tôi nghĩ là rất là đôi khi chúng ta không để ý từ những cái hành động nhỏ nhất trong cuộc sống. Thế nhưng đó lại là một cái sợ hở rất lớn để những cái đối tượng này ra tay. Và tôi có một cái câu khuyên mọi người, đó chính là trước khi mà đợi chúng ta mất trâu rồi mới làm chuồng. Hãy cẩn thận trước khi mà chúng ta để mà mất tài sản rồi mà lúc đó hãy kêu lên rồi xem đó là một cái hành động để những người khác coi theo, đúng không ạ? Kính thưa quý vị, và với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ về cách phòng ngừa như thế nào để chúng ta có thể hạn chế tối đa việc những tên ăn trộm này có thể ghé thăm nhà vào những dịp Tết, chẳng hạn nếu như có những tài sản thì chúng ta nên cất ở trong nhà và khóa thật là kỹ càng, và nếu như tốt nhất thì chúng ta có thể nhờ hàng xóm hoặc là người thân có thể qua hoặc là ở để trông nom cho nhà mình trong những dịp cận Tết, sẽ là những giải pháp rất là thích đáng, đúng không ạ?